Báo Dân Chí đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 14 tháng 11 đưa tin lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tới 430 quân ở khu vực Kursk trong ngày qua. Tổng cộng, Nga tuyên bố Ukraine mất hơn 32.580 quân kể từ khi các cuộc giao tranh bắt đầu ở khu vực này. Nga tuyên bố nhóm tác chiến phương Bắc của nước này đã đẩy lùi 6 đội hình vũ trang của Ukraine tại các khu vực Dariino, Leonidovo, Malaya Loknia, Nikolaevo, Darino và Novoi Máy bay chiến thuật và pháo binh Nga tấn công các nhóm quân nhân và thiết bị của Ukraine ở khu vực Kurs và khu vực Sumy lân cận trên lãnh thổ Ukraine. Đây là một phần trong hoạt động nhằm báo món năng lực tác chiến của Ukraine ở Kurs sau 3 tháng phía Kiev kiểm soát một phần lãnh thổ Nga. Theo thống kê của Nga, kể từ khi cuộc tấn công vào Kurs nổ ra, Ukraine đã mất 212 xe tăng, 136 xe chiến đấu bộ binh, 112 xe bọc thép chở quân, 1.165 xe chiến đấu bọc thép, 940 xe cơ giới, 281 khẩu pháo và 40 bệ phóng tên lửa đa nòng, bao gồm 11 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất. Ukraine chưa bình luận về thông tin do Nga đưa ra. Tuy nhiên, phía Kiev cho hay Nga dường như đã triển khai sư đoàn không kích 76 để tiếp tục các hoạt động tấn công Ukraine tại Kursk. Đây được xem là một trong những lữ đoàn mạnh hàng đầu của Nga. Theo phía Ukraine, Nga có động thái này sau khi chịu thiệt hại nặng ở Kursk trong những ngày qua khi đẩy mạnh phản công để đẩy Kiev ra khỏi khu vực. Trước đó, Ukraine ước tính Nga sẽ điều 50.000 quân tới Kursk, bao gồm cả lực lượng Triều Tiên để phản công. Con số này lớn hơn rất nhiều so với 20-30.000 quân của Ukraine ở khu vực. Khi lo ngại về sự leo thang trong cuộc chiến ngày càng tăng, các đồng minh NATO cho rằng Nga sẽ chạy đua với thời gian cố gắng giành lại toàn bộ vùng lãnh thổ đã mất vào tay Ukraine trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Mục tiêu của Nga là loại bỏ đi lá bài đàm phán của Ukraine trong kịch bản nếu các cuộc thương lượng giữa hai bên diễn ra. Ukraine Farm dẫn lời ông Viktor Krapsov, đại diện của lữ đoàn Bukovina số 82 của Ukraine, ngày 13 tháng 11 cho biết do giao tranh ác liệt và tổn thất khá lớn, quân đội Nga đã điều sư đoàn tấn công đường không số 76 tới khu vực Kursk để tăng cường các hoạt động tấn công tại đây. Ở một mức độ nào đó, đối phương tập trung nỗ lực vào khu vực Kursk, triển khai thêm nhiều đơn vị mới về đây. Do tổn thất lớn, Nga đã triển khai sư đoàn tấn công dù số 76 ở đó để khôi phục khả năng tấn công. Đối phương vẫn đặt mục tiêu đánh bật lực lượng Ukraine khỏi Kursk càng sớm càng tốt. Chúng ta vẫn ở thế phòng thủ, ông Kravtsov nói. Ông cho biết thêm, Ukraine liên tục phá hủy các thiết bị quân sự do Nga tích trữ ở tiền tuyến. Trên thực tế, người Nga đã tích lũy thiết bị quân sự, nhưng chỉ ngày hôm kia, 35 hoặc 37 thiết bị của họ đã bị phá hủy. Vì vậy, lữ đoàn của chúng ta đã thực hiện đúng chiến thuật và một số lượng lớn trang thiết bị đã bị phá hủy, ông Kravtsov nói. Khi được hỏi giao tranh ở khu vực Kursk hiện ảnh hưởng như thế nào đến tình hình ở tiền tuyến Ukraine, ông Kravtsov cho biết điều này giúp làm giảm áp lực cho quân đội Ukraine ở chiến tuyến miền Đông. Theo dõi diễn biến chiến sự, ở cả phía Đông và phía Bắc, chúng ta có thể kết luận rằng quân đội Nga đang điều các đơn vị có năng lực và chuẩn bị tốt nhất về phía khu vực Kursk. Tôi nghĩ họ áp lực với mặt trận phía Đông đang giảm đi một chút, ông Kravtsov nói. Ukraine mở chiến dịch tấn công vào tỉnh biên giới Kursk của Nga từ ngày 6 tháng 8. Chiến dịch Kursk diễn ra sau khi tình báo Ukraine nhận được thông tin rằng Nga chuẩn bị mở một cuộc tấn công theo hướng Kursk đến vùng Sumy của Ukraine để lập một vùng đệm an ninh. Quyết định của Kiev tấn công vào Kursk vừa để ngăn chặn nỗ lực trên của Moscow với nhằm buộc Nga phải chuyển hướng nguồn lực, giảm sức ép cho lực lượng phòng thủ ở mặt trận miền Đông. Ngoài ra, chiến dịch Kursk được kỳ vọng giúp Kiev nâng vị thế trong các cuộc đàm phán tiềm năng trong tương lai với Nga thông qua việc kiểm soát lãnh thổ ở đây. Tuy nhiên, đà tiến công của Ukraine đã chững lại và họ hiện chỉ kiểm soát một nửa lãnh thổ đã giành được ban đầu. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đến nay Ukraine đã mất hơn 32.000 quân cùng nhiều vũ khí trang thiết bị ở Kursk. Theo quân đội Ukraine, kể từ ngày 7 tháng 11, Nga bắt đầu thực hiện các cuộc tấn công mạnh vào vị trí của quân Ukraine ở Kursk. Nga được cho là đã tập hợp hơn 50.000 quân, bao gồm cả quân nhân Triều Tiên, để mở chiến dịch phản công quy mô lớn nhằm đẩy lùi lực lượng Ukraine tại Kos trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức vào tháng 1 tới. Theo báo Dân Chí, Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu tuyên bố rằng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57 của Nga đã thể hiện hiệu suất vượt trội trong khu vực Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine kể từ khi lần đầu tiên tiêm kích được sử dụng trong chiến đấu. Ông Shoigu nói, một chiếc máy bay tuyệt vời đã hoạt động ấn tượng. Ngay trong lần đầu tiên được sử dụng trong chiến đấu, nó đã hoạt động cực kỳ tốt. Truyền thông nhà nước Nga vào tháng 6 năm 2022 đưa tin một máy bay Su-57 Nga đã tiến hành tham chiến ở Ukraine và được giao nhiệm vụ xác định và tiêu diệt các mục tiêu phòng không của Ukraine. Vào ngày 12 tháng 9, trang Defense Blog dẫn lời một quan chức không quân Ukraine giấu tên cho biết Su-57 có thể được Nga sử dụng nhiều trong những tháng gần đây để tiến hành hơn 40 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu bên trong Ukraine. Thông tin cho biết thêm, những máy bay chiến đấu tàng hình này trở thành công cụ thường xuyên hơn trong chiến dịch trên không của Nga với số lượng các cuộc tấn công bằng tên lửa được ghi nhận tăng lên kể từ cuối tháng 2 năm 2024. Mặc dù trước đây Nga triển khai Su-57 một cách rời rạc, nhưng cường độ và tần suất sử dụng rõ ràng tăng lên đáng kể. Theo Bộ Quốc phòng Anh, kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, thì Su-57 chỉ được không quân Nga sử dụng trong một số ít lần. Từ lâu, người ta đã suy đoán rằng Moscow tránh cho Su-57 thâm nhập vào không phận Ukraine vì sợ bị phòng không đối phương bắn hạ, trong khi nước này chỉ có tối đa 10 chiếc, nên chúng vẫn là tài sản cực kỳ quý giá của lực lượng không quân Nga. Nhưng theo Defense Blog, việc Nga sử dụng Su-57 trong năm nay tăng lên đáng kể và chúng được sử dụng để phóng hơn 30 tên lửa hành trình, chủ yếu là tên lửa hành trình tàng hình KH-69, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu nhỏ, được bảo vệ tốt ở tầm xa hơn 300 km. Tạp chí National Interest không thể xác nhận Sun 57 đã được sử dụng bao nhiêu lần để phóng tên lửa vào các mục tiêu ở Ukraine, nhưng dường như nga vẫn tiếp tục sử dụng máy bay chiến đấu tàng hình đa năng thế hệ thứ năm này trong không phận của mình để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ đối phương, khiến Ukraine và các hệ thống trinh sát hiện đại của NATO không thể phát hiện. Su-57 hiện được xem là tiêm kích hiện đại nhất của Nga. Nó là máy bay chiến đấu đa nhiệm, có khả năng tàng hình ấn tượng và được mệnh danh là bóng ma bầu trời. Tầm hoạt động của Su-57 theo truyền thông Nga là trên 5.500 km. Su-57 được coi là đối thủ cạnh tranh với các máy bay chiến đấu đình đám thế giới do Mỹ sản xuất như F-22 Raptor và F-35. Ngoài sự cơ động và linh hoạt khi tác chiến, Su-57 còn nổi trội với khả năng tấn công mục tiêu đa dạng trên mặt đất và trên không. Hiện Nga được cho là đang phát triển 15 mẫu vũ khí mới dành cho Su-57, có thể kể tới như bom thông minh KAB-250, tên lửa siêu vượt âm Kinzan, vân vân. Kênh Didovka cho biết, EDF-AF đã chiếm được phần phía đông Kudakove và nhóm đồn trú của quân đội Ukraine AFU vì một số lý do đang chuẩn bị rút lui khỏi thành phố. Cụ thể, lực lượng Kiev đã bắt đầu rút khỏi túi lửa Kudakove và đang trên bờ vực sụp đổ ở khu định cư Danie. Chỉ trừ trường hợp EDFAF Nga chưa kiểm soát hoàn toàn khu vực đông dân cư, thì nhóm quân Ukraine mới có cơ hội rút lui khỏi vòng vây giữa Danie và một chuỗi làng dọc sông Sukhijali. AFU đang cố gắng cứu lữ đoàn dù độc lập số 79 đang rút từng phần khỏi vị trí và rút chạy về hướng Dachnoye. Đơn vị này rơi vào tình thế vô cùng khó khăn lực lượng Moscow đang phát triển hơn nữa cuộc tiến công ở phía nam thành phố và từ đó gây áp lực lên nhóm binh sĩ đối phương. Toàn bộ lực lượng Kiev ở phía tây Kudakove có thể bị đẩy lùi về sông Volchia. Về vấn đề này, có khả năng Bộ Chỉ huy Ukraine do không còn chỗ để cơ động sẽ bắt đầu một cuộc tổng rút lui về phía Tây. Bất chấp thực tế là hệ thống phòng thủ tại Kudakove được xây dựng kiên cố, việc Nga cầm chân quân đồn trú và mối đe dọa ngay lập tức cắt nguồn cung cấp dọc theo đường cao tốc N15 từ Zaporizhia về cơ bản đã thay đổi cục diện. Kiev không còn cách nào khác là phải rời khỏi các vị trí được thiết lập tốt để cứu người. Và ở đây một câu hỏi hợp lý được đặt ra tại sao AFU đột ngột từ bỏ phân phía đông của Kudakove và rút lui về phía khe núi Khokhan. Thứ nhất, họ muốn giao tranh cận chiến với các đơn vị tiên phong của đối phương như một phần của quá trình chuẩn bị đầy đủ cho việc phòng thủ các khu đô thị trung tâm và có lợi nhất. Thứ hai, bất kỳ sự gia tăng khoảng cách nào giữa mũi xung kích tiền phương của Nga và vị trí đồn trú của lực lượng Kiev là điều kiện tiên quyết để các đơn vị Ukraine bắt đầu rời khỏi thành phố với đầy đủ lực lượng. Rốt cuộc, việc rút lui của tất cả các đơn vị mà không có sự chuẩn bị trước đơn giản là không thể. Mọi thứ sẽ được vận dụng và với sự bảo đảm rằng hậu phương sẽ được che chắn trong một thời gian, lực lượng Kiev đồn trú có thể rút lui trước thời điểm SFAF tiếp cận thành phố từ phía Nam. Việc AFU đang chuẩn bị rời Kudakove và rút lui ồ ạt về phía Tây đã được xác nhận gián tiếp. Financial Times dẫn lời một quan chức quân sự Ukraine cho biết nhóm quân đồn trú đã sẵn sàng tháo chạy khỏi thành phố và chỉ chờ lệnh thực hiện. Kênh thi ba xác nhận lực lượng Moscow đã giành quyền kiểm soát Ilinka, giao tranh vẫn tiếp diễn ở Danie và hai xe tăng Leopard 2A4 của AFU đã bị vô hiệu hóa ở phía nam Kudakove. Theo kênh Tiba, trên hướng Kurs, lực lượng Moscow đột kích thọc sườn AFU ở phía đông quận Suza. Các cuộc đụng độ chính đang diễn ra ở khu vực Plekovo, nơi AFU vẫn hiện diện dài rác ở vùng ngoại ô phía đông. Về phía tây bắc, các cuộc đụng độ dữ dội vẫn tiếp diễn trong làng Novaya Sorochina. Các nỗ lực củng cố khu định cư của RF AF đã được quan sát thấy, điều này liên quan đến những khó khăn do các cuộc tập kích của máy bay không người lái FPV và pháo binh Ukraine. Sau khi đạt được đột phá ban đầu, tốc độ tiến quân của Nga đã chậm lại phần nào do những nỗ lực phát triển từ hướng Novo Ivanovka về phía tây nam để tới Leonidovo không thành công. Sau đó, cảnh quay cũng xuất hiện trực tuyến về các cuộc đột kích của lực lượng Moscow tại ngã ba quận Kodenevo và rút ra phía đông Kremianoye hướng về Novaya Sorochina dọc theo đường Vodonok có lẽ sự kiện này đã xảy ra đồng thời trong những ngày gần đây với cuộc tiến công dữ dội từ phía nam theo hướng Olianki. hiện tại kết quả của cuộc chiến vẫn chưa được biết nhưng các cuộc tiến công đang diễn ra ở khu vực này cho thấy ít nhất một phần vành đai rừng đông nam Crimea đang bị EDFAF chiếm giữ cũng tại vùng Kurs một UAV nga đã hạ gục một xe tăng Challenger 2 khác của Ukraine do Anh cung cấp địa điểm chính xác của vụ việc vẫn chưa được biết Đồng thời, các cuộc tập kích bằng hỏa lực với sự tham gia của tên lửa đạn đạo và UAV Kedan đã phá hủy nhiều mục tiêu AFO ở vùng Sumy. Nhiều vụ nổ được ghi nhận trong suốt cả ngày. Tại khu rừng phía Bắc, Ivon nơi tập trung quân AFO, lại bị tấn công bởi tên lửa đạn đạo Iskander. Ngay sau các cuộc không kích, chính quyền Ukraine đã thông báo cần phải hiến máu, nghĩa là có rất nhiều binh sĩ bị thương kênh suri yakamaps cho biết lưu lượng moscow đạt được nhiều tiến bộ gần dadino nikniklin cũng như trong làng plekovo và khu vực lân cận tại quận Kodenevsky, rfaf đã chiếm lại phần phía đông của novo ivanovka và tiến đến leonidovo lân cận ở quận Suzansky trong 48 giờ qua, lực lượng Moscow có những bước tiến đáng kể về phía tây Boky, giành quyền kiểm soát một loạt vị trí dọc theo sông Pisen và chiếm lại 75% diện tích Plekovo. Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga RFAF tiếp tục tiến về phía nam Donetsk. Họ đã kiểm soát được làng Dipnopin. Các cuộc tấn công theo hướng Velika Novosinka đang trở nên dữ dội hơn. Một vòng vây mới đang được triển khai xung quanh thành phố này. Kênh Thi Ba cho biết, theo hướng Vremivka, mũi xung kích của Nga đang tiến từ hướng Saktas, Zolotaniva về phía Velika Novosinka cũng như tấn công Novodadipka, chiến đấu ở Dobnopilia. Còn ở phía nam Kudakove, lực lượng Moscow phát triển dọc theo những cánh đồng, chiếm các vị trí xa hơn. Theo các video do phía Kiev công bố, việc phá hủy con đập của hồ chứa đã gây ra hậu quả nặng nề, ngập lụt gần như lan đến Ulaki, đang cản trở đường tiếp vận của Ukraine. Trên cơ sở phía bắc thành phố, EDFAF chiếm được làng Ilinka, vòng vây ở Kudakove ngày càng siết chặt hơn. Tại Torres, quân đội Nga giành lại được lãnh thổ đã để mất trước đó ở quận Sabanka. Các vị trí địa lý ở trung tâm Torres cũng cho thấy sự tiến triển của lực lượng Moscow. Theo hướng các RFAF gia tăng cường độ tấn công và đạt được thành công, Polyokove đã bị chiếm nhưng họ cũng đã chinh phục được các khu vực rộng lớn dọc theo các khu rừng ở phía bắc. Lực lượng Moscow hiện đã tiến gần đến sút ra, cũng ở phía bắc, các địa điểm địa lý cho thấy sự tiến triển của binh sĩ Nga dọc theo các cánh đồng và khu rừng cũng như ở làng Novaya Sorochina nơi mà họ mới chiếm lại. Theo VOV, Ukraine vừa cáo buộc Nga tiến hành các cuộc không kích vào Zaporizhia vào đêm ngày 13 tháng 11 theo giờ địa phương. Theo ông Ivan Fedorov, người đứng đầu Cục Quản lý Quân sự khu vực Zaporizhia cho biết các cơ sở hạ tầng đã bị hư hại do cuộc pháo kích của đối phương. Theo Kiev, Nga đã phóng bom dẫn đường về phía Zaporizhia. Ngoài ra, máy bay không người lái tấn công của đối phương cũng được phát hiện ở khu vực này. Nga đã nối lại các hoạt động quân sự ở Zaporizhia từ đầu tháng 10 năm nay. Ông Vladislav Volosin, người phát ngôn của lực lượng phòng vệ miền Nam Ukraine cho biết Moscow có thể sớm bắt đầu các cuộc tấn công quy mô lớn vào khu vực này trong vài ngày tới. Theo Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, quân đội Nga đang triển khai các nhóm chiến đấu được huấn luyện bài bản để tấn công vào khu vực này, sử dụng xe bọc thép và số lượng lớn máy bay không người lái. Ở giai đoạn này, vẫn chưa xác định được đây sẽ là cuộc tổng tấn công hay các cuộc tấn công riêng lẻ. Tuy nhiên, Moscow được cho là đang tập hợp các đơn vị thiết giáp và triển khai những phương tiện nhẹ hơn như xe bù kỳ, xe gắn máy. Vào cuối tháng 10 năm 2025, ông Volosin cảnh báo Nga đã tập trung khoảng 200.000 binh sĩ ở khu vực do Bộ Tư lệnh phía Nam của nước này đặc trách. Vào thời điểm đó, Moscow chưa có những bước tiến đáng kể ở phía Nam, mặc dù họ đã xuyên thủng được hệ thống phòng thủ của Ukraine gần làng Levadne ở Zaporizhia và tiến gần Novodarivka. Nga có quân số đông hơn nhiều so với quân số của Ukraine. Trong khu vực trải dài từ Huli Aipole đến Orykiv, Moscow đã tập hợp được số lượng lớn nhân lực và trang thiết bị. Ngoài ra, họ cũng đẩy mạnh hoạt động trinh sát và phá hoại trong thời gian gần đây. ABC Ukraine dẫn một số nguồn tin cho rằng các hướng tấn công tiềm năng của Nga có thể là Huli Aipole, Odikip Kami -Ansuke. Theo ông Volosin, một trong những dấu hiệu cho thấy Nga chuẩn bị cho cuộc tấn công lớn ở Zaporizhia là việc nước này gia tăng từ 30% đến 40% các cuộc không kích trong những tuần gần đây. Còn nhà phân tích Oleksandr Musienko, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Quân sự và Pháp lý của Ukraine, cho rằng đối phương thực sự đang điều động lực lượng theo hướng Zaporizhia và mối đe dọa là có thật. Ông Musienko lưu ý, sau khi Nga di chuyển một phần lực lượng chiến đấu từ Zaporizhia đến khu vực Kursk, họ đã tập hợp và tổ chức lại các đơn vị. Hiện giờ, Nga đang điều quân tiếp viện đến đây với số lượng lớn chưa từng có và chuẩn bị cho hoạt động tấn công ở Zaporizhia. Theo ông Musienko, mục đích của Nga có thể là muốn kéo căng lực lượng phòng vệ Ukraine, buộc Kiev phải rút bớt quân tại khu vực Kursk, và không thể điều thêm lực lượng đến các hướng Pokrovsk và Kudakivka, nơi Nga đang nỗ lực tiến đánh. Ông Musienko suy đoán, xét về mặt quân sự, đối phương có ý định tiến hành một cuộc tấn công nghi binh kết hợp với các cuộc tấn công lớn có thể giúp họ đạt được thành công về mặt chiến thuật. Đây không phải là một cuộc tấn công chiến lược nhằm bao vây hoặc chiếm giữ Zaporizhia. Tuy nhiên, nhà phân tích này nhấn mạnh rủi ro đối với Ukraine là rất lớn. Mục tiêu của Nga hiện nay là thử nghiệm các tuyến phòng thủ của Ukraine, tìm ra điểm yếu và tiếp tục tiến về phía trước. Có vẻ như Nga đang theo đuổi một số mục tiêu về chính trị và quân sự. Họ có lẽ muốn chứng tỏ rằng chưa bao giờ từ bỏ kế hoạch chiếm Zaporizhia. Nhưng tôi cho rằng đây chỉ là động thái để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán tiềm năng trong tương lai ông Musenko đánh giá nga dường như nhận thức được tình hình sẽ thay đổi khi ông donald trump chiến thắng trong cuộc bầu cử mỹ và chuẩn bị trở lại nhà trắng do đó họ muốn chuẩn bị một số lá bài nhất định để gia tăng lợi thế trong các cuộc đàm phán sử dụng việc gây sức ép đối với ukraine theo hướng zaporiza làm đòn bẩy theo kênh Suri Yakamaps, việc tập trung quân ở Zaporizhia dường như chỉ ra rằng Bộ Chỉ huy Nga có thể sẽ bắt đầu một cuộc tấn công mùa đông ở vùng này. Trong trường hợp xảy ra một chiến dịch như vậy, sẽ có một loạt các cuộc đột phá dọc theo nhiều trục khác nhau tiến đến thành phố quan trọng là Odekov và Huliapole. Nhiều khả năng sẽ có những cuộc tấn công dần dần về phía hai thành phố này. Tuyến phòng thủ khổng lồ do lực lượng Kiev xây dựng sẽ ngăn cản một cuộc tiến công đáng kể ở đây. Ngoài ra, RFAF sẽ phải chịu sự bao mòn đáng kể trong các nỗ lực đột phá qua tuyến phòng thủ này rất giống với những gì đã xảy ra với quân đội Ukraine vào mùa hè năm 2023. Có một phần của mặt trận này nơi chúng ta có thể quan sát thấy sự sụp đổ của tuyến phòng thủ Kiev, đó là biên giới giữa Donetsk và Zaporizhia. Trước đó đã có đề cập rằng việc chiếm được Velika Novosinka sẽ cho phép lực lượng Moscow tiến vào vùng Dnipropetrovsk, một thực tế mà chúng ta sẽ chứng kiến vào năm 2025. Tuy nhiên, việc tiến vào vùng này sẽ có ý nghĩa sâu sắc hơn nữa, đó là sự xuất hiện của quân Nga phía sau tuyến phòng thủ của Ukraine và từ đó tiến về phía Dnipropetrovsk. Bộ Chỉ huy Ukraine nhận thức được mối nguy hiểm này và đang xây dựng các tuyến phòng thủ vuông góc để ngăn chặn sự tiến công trong tương lai của đối phương, bất kể có cuộc tấn công Zaporizhia hay không. Ukrainska Pravda đưa tin báo cáo vào tối ngày 13 tháng 11 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine ghi nhận 151 cuộc giao tranh ác liệt, trong đó giao tranh ác liệt nhất diễn ra ở Kurakove theo hướng Pokrovsk. Báo cáo có đoạn, kể từ đầu ngày đã diễn ra 151 cuộc giao tranh ác liệt. Nga tiến hành 70 cuộc không kích, sử dụng 115 bom KAB, 787 cuộc tấn công bằng UAV cảm tử và gần 3.859 cuộc phản kích bằng nhiều loại vũ khí khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận, AFU đã đẩy lùi hầu hết nỗ lực xung phong của đối phương ở Kharkov, Kupiansk, Liman, Kramatorsk, Torres, Vremovsky và Odekov. Theo hướng Pokrovsk và Kudakove, lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi lần lượt 36 và 40 cuộc đột kích của đối phương. Theo VN Express, Nga phóng tên lửa đạn đạo Iskander-M nhằm vào tiểu đoàn Ukraine tại Sumy, sau đó đánh bồi băng rốc két tầm xa để gây thiệt hại nặng cho đối phương. Truyền thông Nga hôm 13 tháng 11 công bố video từ máy bay không người lái UAV đang trinh sát mục tiêu ở khu dân cư Yunakovka thuộc tỉnh Sumy, miền bắc Ukraine, cách biên giới khoảng 7 km. UAV Nga phát hiện nhiều xe cơ giới mang biểu tượng nhận diện của quân đội Ukraine tập trung ở khu nhà gần trung tâm ngôi làng cùng các khí tài được cho là bệ phóng máy bay không người lái. Dữ liệu mục tiêu được chuyển cho sở chỉ huy trước khi một tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander M lao xuống khu nhà tập kết của lực lượng Ukraine. Vụ nổ lớn san phẳng các ngôi nhà, gây cháy dữ dội và dẫn tới nhiều vụ nổ thứ cấp. Sóng xung kích và mảnh văng từ đầu đạn Iskander M cũng làm hư hại những ngôi nhà phương tiện cách đó hàng chục mét. Tài khoản The Say, chuyên đăng tư liệu về các đòn tập kích của Nga tại Ukraine cho hay, quả đạn đánh trúng vị trí tập kết của tiểu đoàn UAV thuộc Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 41 Ukraine, phá hủy 4 bệ phóng máy bay, 23 xe Việt giã, 7 xe chiến đấu bộ binh và làm khoảng 100 binh sĩ đối phương thương vong. Pháo phản lực tầm xa BM-30 Smut của Nga sau đó phóng một đốc kết mang đầu đạn trùm vào khu vực, phá hủy thêm 5 xe địa hình và hai thiết giáp Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về video. Trong bản tin cập nhật chiến sự vào ngày 13 tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã tập kích hàng loạt vị trí tập kết của đối phương tại tỉnh Sumy, trong đó đề cập lữ đoàn 41 Ukraine và khu dân cư Yunakovka, nhưng không nêu loại vũ khí được sử dụng. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cùng ngày cho biết tỉnh Sumy, Kharkov và Chernihiv đã hứng nhiều cuộc pháo kích từ phía bên kia biên giới, song không nhắc đến khu dân cư Yunakovka. Quân đội Nga liên tục tập kích vị trí đối phương ở Sumy suốt nhiều tháng qua do đây là nơi tập kết binh lực hậu cần cho chiến dịch của Ukraine tại tỉnh Kursk. Giới chức Ukraine cho biết mục tiêu chiến dịch là thiết lập vùng đệm ngăn Nga pháo kích hoặc tiến công tỉnh Sumy, đồng thời buộc đối phương rút bớt nguồn lực khỏi Donbass. Tuy nhiên, các chuyên gia phương Tây và binh sĩ Ukraine đều bày tỏ hoài nghi về mục tiêu này. Một quan chức phương Tây nhận định, việc Ukraine phân bổ nhiều đơn vị tinh nhuệ cho chiến dịch ở Kursk đã làm suy yếu đáng kể lực lượng tại mặt trận Donbass gồm tỉnh Donetsk và Lugansk, nhưng vẫn không đạt được mục đích đề ra. Các quan chức Mỹ vào ngày 10 tháng 11 cho biết Nga đã tập hợp khoảng 50.000 quân và có thể sớm mở chiến dịch phản công quy mô lớn tại tỉnh Kursk. Giới chuyên gia Mỹ đánh giá Nga đã tìm được cách tập hợp lực lượng cho chiến dịch phản công ở tỉnh Kursk mà không cần rút các đơn vị ở vùng Donbass, chiến trường ưu tiên hàng đầu của Moscow. Dạng sáng ngày 14 tháng 11, kênh Deepset đã báo cáo những bước tiến thành công mới của lực lượng Moscow ở miền đông Ukraine. Cụ thể là đối phương đã chiếm được Ilinka và tiến vào Kupians ở khu vực Kharkov. Báo cáo viết hai đoàn xe cơ giới của đối phương đã di chuyển từ khu vực Lyman pervi đến Kupians theo đường cao tốc dẫn tới Svatovo. Đoàn đầu tiên gồm hai xe MTLB, một xe chiến đấu bộ binh và một xe tăng, còn đoàn thứ hai thì không rõ thành phần chính xác vì chúng di chuyển lúc trời đã tối. Một ngày trước đó, EDF AF đã cố gắng đột phá qua hàng phòng ngự của Kiev theo hướng Kupians trong bốn đợt. Một số binh sĩ Nga mặc quân phục giả dạng lính Ukraine. Tổng cộng, đối phương đã sử dụng khoảng 15 xe cơ giới. Không quân Ukraine thông báo tối ngày 13 tháng 11, Moscow lại phóng UAV tấn công vào Ukraine. Vào lúc 21 giờ 58 phút, báo động phòng không được ban bố do phát hiện các UAV tấn công từ khu vực Kurs đang di chuyển theo hướng vùng Poltava tiến về phía nam. Sau đó, từ 22 giờ 58 phút đến 23 giờ 55 phút, UAV Nga được ghi nhận ở Sumy, Poltava, Chernihiv và Kiev. Sau nửa đêm, nhiều nhóm UAV khác tiếp tục hoạt động ở những khu vực này. The Times đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Georgiy Tiki đã phủ nhận thông tin được công bố trên phương tiện truyền thông rằng Ukraine có thể tự sản xuất bom hạt nhân nếu Mỹ cắt giảm viện trợ quân sự. Ông nói Ukraine cam kết thực hiện hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Chúng tôi không sở hữu, không phát triển và không có ý định mua vũ khí hạt nhân. Ukraine hợp tác chặt chẽ với IAEA và hoàn toàn minh bạch với hoạt động giám sát của IAEA. Điều này loại trừ việc sử dụng vật liệu hạt nhân cho mục đích quân sự. Trước đó, The Times trích dẫn một bản ghi nhớ được cho là chuẩn bị cho Bộ Quốc phòng Ukraine đã đưa tin rằng Kiev sẽ có thể nhanh chóng tạo ra một vũ khí cơ bản bằng công nghệ tương tự như là quả bom Fatman mà người Mỹ thả xuống Nagasaki năm 1945. The Times cũng viết rằng Kiev không có thời gian để xây dựng và đưa vào hoạt động các cơ sở làm dầu uranium quy mô lớn sẽ phải sử dụng các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng trong các lò phản ứng tại các nhà máy điện hạt nhân. Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc trò chuyện với ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông đã thảo luận về nhu cầu Ukraine gia nhập NATO, đồng thời đề cập đến việc Kiev từ bỏ vũ khí hạt nhân. Báo Bill của Đức trích dẫn một quan chức Ukraine giấu tên đã viết rằng Ukraine có vật liệu và kiến thức để tạo ra vũ khí hạt nhân. Chúng tôi có vật liệu, chúng tôi có kiến thức. Nếu có lệnh, chúng tôi chỉ cần vài tuần để tạo ra quả bom đầu tiên. Ông Zelensky sau đó đã phủ nhận việc Ukraine đang chuẩn bị phát triển vũ khí hạt nhân. Europin Pravda đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, trong đó đặc biệt thảo luận về hỗ trợ thiết bị phòng không. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Thủ tướng Scholz đã xác nhận trong cuộc điện đàm rằng hệ thống phòng không IRIST thứ 6, theo kế hoạch, sẽ được chuyển giao cho Ukraine vào cuối năm nay. Tổng thống Ukraine lưu ý, chúng tôi cũng đã thảo luận về việc chuyển giao hệ thống phòng không vào năm tới và khả năng Đức sẽ hỗ trợ thêm cho lĩnh vực phòng không nhà lãnh đạo zelensky cho biết trong cuộc điện đàm với thủ tướng john ông đã phối hợp các bước để đảm bảo hỗ trợ chính trị và quốc phòng tốt nhất có thể cho ukraine ông zelensky nói thêm chúng tôi đã nhất trí về tầm quan trọng của việc duy trì định dạng Ramstein và tổ chức cuộc họp tiếp theo của nhóm điều phối ông cũng cảm ơn thủ tướng john vì sự hỗ trợ quốc phòng song phương đáng kể của đức và vai trò lãnh đạo của đức trong việc tập hợp các đối tác để hỗ trợ ukraine Đổi lại, văn phòng Thủ tướng Đức báo cáo rằng người đứng đầu chính phủ đã xác nhận sự đoàn kết kiên định và không lay chuyển của Berlin đối với Kiev trước sự gây hấn của Nga đã kéo dài gần 1.000 ngày. Ông đảm bảo rằng Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự. Theo VN Express, drone tự sát Nga bám đuổi và tìm cách lao vào trực thăng vũ trang MI-24 Ukraine, nhưng đòn tập kích không thành công. Kênh Telegram Kirin Fyodorov của Nga cho biết hôm 12 tháng 11 đề cập mặt trận gần làng Makarovka ở phía nam tỉnh Donetsk mà Nga kiểm soát trước đó một ngày. Sự việc thú vị diễn ra ở khu vực Vremevsky khi kiếp điều khiển phát hiện trực thăng MI-24 Ukraine và cho thiết bị bay không người lái drone tự sát hướng thẳng tới chúng. Trong video, drone tự sát di chuyển trên cao, phát hiện biên đội MI-24 Ukraine bay thấp và đang phóng rocket về vị trí của Nga kiếp điều khiển cho drone hạ độ cao và nhanh chóng bám đuổi trực thăng Ukraine, cố gắng lao vào phi cơ bay sau. Đoạn cuối video liên tục bị nhiễu và gián đoạn, có thể do tín hiệu vô tuyến bị suy giảm vì khoảng cách xa hoặc xuất hiện vật cản giữa người điều khiển và drone. Những hình ảnh cuối cùng cho thấy drone bị mất lái và không lao trúng mục tiêu, nhiều khả năng do luồng gió mạnh từ cánh quạt chính của trực thăng đã thổi bay chiếc drone có khối lượng nhẹ. Kênh Kirin Fyodorov giải thích cho rằng cuộc tấn công đã thất bại nhưng sẽ mang lại nhiều kinh nghiệm cho kiếp vận hành drone. Ukraine chỉ biên chế trực thăng đầy cũ, thuộc tổ lái đến gần tiền tuyến hơn để tăng độ chính xác khi phóng rocket theo kiểu ngóc mũi. Điều này sẽ làm gia tăng số lượng những vụ chạm chán giữa trực thăng Ukraine và drone tự sát Nga. Đây chỉ là sự khởi đầu. Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin. Quân đội Ukraine hồi tháng 8 công bố video drone tự sát tiếp cận trực thăng vũ trang Nga tại tỉnh Kursk, song tín hiệu bị mất khi phương tiện tiếp cận mục tiêu và không rõ kết quả của đòn tập kích. Đòn tự sát thường mang theo vài kg thuốc nổ, đủ hạ trực thăng nếu đánh trúng các vị trí hiểm yếu như buồng lái, động cơ và cánh quạt. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự phương Tây nhận định đây không phải vũ khí hiệu quả để tấn công trực thăng đang bay do chênh lệch về độ cao và tốc độ hoạt động người điều khiển cần có cả kỹ năng lẫn may mắn để đánh trúng đích. Trực thăng vũ trang MI-24 do Liên Xô phát triển từ đầu những năm 1960 với hơn 2.600 chiếc thuộc nhiều phiên bản đã xuất xưởng. MI-24 có kíp lái hai người, có thể chở theo 8 binh sĩ hoặc mang 2,4 tấn vũ khí bằng giá treo bên ngoài. Máy bay có tốc độ tối đa 335 km h tầm bay 150 km, chân bay 4.900 m. Trực thăng được trang bị súng máy 4 nòng xoay IAKB 12,7 mm, pháo 2 nòng GSH-30K hoặc GSH-23L, giá treo hai bên cánh, có thể lắp thùng dầu phụ, bom, ống phóng rocket, cụm pháo GSH-23L, tên lửa chống tăng dẫn đường và tên lửa phòng không vác vai. Ukraine thừa hưởng khoảng 45 trực thăng Mi-24 sau khi lên xô toàn giã. Nhiều chiếc trong số này đã hư hỏng hoặc bị Nga phá hủy trong chiến sự. Ukraine cũng nhận một số trực thăng Mi-24 từ Cộng hòa Séc và Ba Lan sau khi xung đột bùng phát. Nga tổng phản công ở Kursk ghi nhận những bước tiến lớn đầu tiên. Kênh Military Samari đưa tin các trận chiến dữ dội đã diễn ra ở khu vực Kursk trong 5 ngày liên tiếp quân đội Nga RFAF có những bước tiến lớn đầu tiên với nhiều video cho thấy một số cuộc đụng độ dữ dội nhất cho đến nay. Lực lượng Moscow đang tiến hành các cuộc đột kích bằng bộ binh cơ giới và chiếm giữ các vị trí mới, trong khi quân đội Ukraine AFU đang liên tục phản công vào các vị trí của Nga. Tình hình rất năng động, với cả hai bên đều triển khai những đơn vị với vũ khí trang bị tốt nhất. Kênh Tiba cho biết chi tiết hơn khi xác nhận lực lượng Moscow đang tiến công đồng thời trên một số khu vực của mặt trận, đẩy lùi đối phương ra khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm giữ. Tại quận Sút cấu hình của mặt trận gần Novo Ivanovka đã được làm rõ. Lính dù Nga đổ bộ vào làng và đang chiến đấu ở vùng ngoại ô phía đông tiến về phía Leonidovo. Các nỗ lực của RFAF nhằm phát triển dọc theo con sông để tránh chướng ngại vật cũng được ghi nhận. Ở phía bên kia của quận Suza, lực lượng Moscow hoạt động tích cực hơn ở phía bắc Plekovo với một nỗ lực vượt sông Pisen. Cây cầu đã bị phá hủy trong quá trình giao tranh, vì vậy lực lượng đổ bộ phải vượt sông sang bờ bên kia con sông bằng thuyền, nơi họ bị hỏa lực Ukraine bắn phá. EDFAF cũng có những thành công đáng kể ngay tại khu định cư Plekovo, nhờ các cảnh quay do phía Kiev công bố có thể xác định rằng lực lượng Moscow kiểm soát khoảng 80% ngôi làng. Các đội hình Ukraine hiện vẫn hiện diện ở vùng ngoại ô phía Tây gần các trang trại. Nhiều khả năng, AFU sẽ thất thủ hoàn toàn tại khu định cư này trong tương lai gần. Về phía quận Korenevo lân cận, các cuộc tấn công của lực lượng Kiev ở phía Nam và phía Đông Kremianoye bị đẩy lùi hàng ngày một đoàn xe cơ giới AFU ở phía nam khu định cư đã bị UAV điều khiển bằng sợi quang của Nga phá hủy, gồm ít nhất 3 xe bọc thép. Một chiếc UAV cùng loại đã tấn công chiếc xe tăng M1A1 Abrams khác của AFU ở Sverlikovo, thuộc quận Sút Gia. Bên cạnh đó, một xe tăng khác cùng với một xe bọc thép chở quân đã bị UAV Nga tấn công gần con đường xanh. Gần đây, ngày càng có nhiều cảnh quay hơn về các đòn tập kích thành công. Điều này cho thấy việc sản xuất hàng loạt hệ thống UAV điều khiển bằng sợi quang đã được Nga thiết lập. Cuộc tấn công Zaporizhia đã bắt đầu mặt trận rung chuyển. Lực lượng Moscow đã bố trí tuyến tấn công thứ hai để vượt qua Velikaya, Novosenka, kênh Didovka cuối ngày 12 tháng 11 cho biết. Velikaya Novosenka ở sát điểm giao nhau của hai vùng Zaporizhia và Donetsk. Đây cũng là khu vực chịu trách nhiệm của hai nhóm lực lượng Kiev, một lần nữa lại nằm trong tâm điểm được đặc biệt chú ý. Như Tidokka đã phân tích trước đó, RFAF căn cứ vào các biện pháp đối phó của Ukraine theo hướng Kudakove đã tiến vào chấn áp khu vực đông dân cư. Giáp lưng với thị trấn Sakteskoye này, lực lượng Moscow chính thức chiếm được Topnopol nằm ở phía bên kia của chuỗi làng, ở cuối là Velikaya Novosenka. Do đó, một vector chuyển động song song được thiết lập xung quanh phần móng ngựa ra. Kênh military Samari cũng xác nhận trong suốt cả ngày 12 tháng 11, lực lượng Moscow đã phát động các cuộc tấn công lớn vào biên giới giữa các khu vực Zaporizhia và Donetsk một cuộc đột phá của Nga hướng tới Ripnopin Novodadivka đang được tiến hành. Chiến dịch Velika Novosinka đã bắt đầu. Theo báo Dân Chí, máy bay ném bom Su-34 của Nga đã tấn công khu vực tập trung quân nhân và thiết bị của Ukraine ở tỉnh biên giới Kursk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố hôm 13 tháng 11, máy bay chiến đấu đa năng Su-35S của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã hoàn thành nhiệm vụ hộ tống các máy bay ném bom chiến đấu tại các khu vực biên giới ở Kursk. Máy bay ném bom chiến đấu đa năng Su-34 được Su-35S hộ tống đã cất cánh ném bom vào cứ điểm và khu vực tập trung binh lực của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các phi công máy bay chiến thuật của Nga thực hiện các cuộc tấn công vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày trong mọi điều kiện thời tiết, sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố chiến dịch xóa sổ lực lượng Ukraine ở Kursk vẫn tiếp diễn. Trong ngày 13 tháng 11, nhóm tác chiến phía Bắc của Nga đã đẩy lùi 6 cuộc phản công của Ukraine vào các khu định cư Alexandria, Nikolin, Novoya Sorochina và Novoivanovka nhóm tác chiến tiếp tục tấn công, đánh bại các đơn vị của Ukraine tại các khu định cư Dadino, Leonidovo, Malaya Loknia, Nikolayevo Dadino và Vanovka. Máy bay chiến thuật và pháo binh Nga đã tấn công các khu vực tập trung quân và thiết bị của Ukraine tại Kursk cũng như tại tỉnh Sumy, giáp biên giới Nga hãng tin TASS của Nga dẫn lời sĩ quan cấp cao của đơn vị biệt kích Klunay thuộc Quân đoàn Tình nguyện Quân đội Nga cho biết, tình hình ở khu vực Suza thuộc vùng Kurs cho thấy lực lượng Ukraine đang bị kiệt sức và kém năng động hơn trước. Sĩ quan này nói thêm rằng quân đội Ukraine chủ yếu sử dụng máy bay không người lái Baba Yaga để tấn công các vị trí của Nga bằng đạn hơi cay, lựu đạn và mìn vào ban đêm Thống kê của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở Kursk hôm 6 tháng 8, Kiev đã mất hơn 32.150 quân, 202 xe tăng, 134 xe chiến đấu bộ binh, 112 xe bọc thép chở quân, 1.146 xe chiến đấu bọc thép, 907 xe cơ giới, 274 khẩu pháo và 40 hệ thống pháo phóng loạt MLRS, bao gồm 11 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất. Báo Telegraph của Anh dẫn nguồn tin từ Cơ quan Tình báo Quốc phòng Anh ngày 12 tháng 11 cho biết Nga có thể sẽ tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử UAV vào các vị trí của Ukraine trong những ngày tới, sử dụng các địa điểm phóng mới gần biên giới. Theo nguồn tin này, Nga đã triển khai khoảng 50.000 binh sĩ đến Kurs chuẩn bị cho kế hoạch phản công quy mô lớn nhằm đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi khu vực này trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Khi lo ngại về sự leo thang trong cuộc chiến ngày càng tăng, các đồng minh NATO cho rằng Nga sẽ chạy đua với thời gian, cố gắng giành lại toàn bộ vùng lãnh thổ đã mất vào tay Ukraine trước lễ nhậm chức của ông Trump. Thiếu tướng Apti Alaudinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục quân sự chính trị của lực lượng vũ trang Nga, kiêm chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat tuyên bố Moscow đã giành lại một nửa lãnh thổ Akers mà Ukraine kiểm soát. Theo ông Alaudinov, các cuộc tấn công của Nga Akers trong thời gian qua đã buộc Ukraine phải rút quân ở nhiều khu vực. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết 156 trận chiến diễn ra trong 24 giờ qua. Ukrainska Pravda đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Ukraine công bố báo cáo vào tối ngày 12 tháng 11, cho biết đã có 156 cuộc giao tranh được ghi nhận. Nga tiến hành một cuộc tấn công bằng hai tên lửa, 69 cuộc không kích, thả 106 bom KAB và cũng triển khai 873 UAV cảm tử. Đồng thời, đối phương đã thực hiện 4.178 cuộc tấn công bằng pháo kích. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định đã cơ bản đẩy lùi các đợt xung phong của Nga ở Kharkov, Kupyaz, Liman, Siversky, Tores, Vremovsky và Dnipro. Cường độ các hoạt động quân sự ở Pokrovsk vẫn ở mức cao với 28 cuộc giao tranh. Kudakovo vẫn đang nóng nhất khi có tới 47 trận đụng độ ác liệt. Máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga cất cánh không quân Ukraine thông báo, dạng sáng nay ngày 13 tháng 11 có tới 6 máy bay Tu-95MS cất cánh từ Olenegos ở Nga. Theo thông tin quân sự, máy bay ném bom dự kiến sẽ đến khu vực phóng tên lửa lúc 5 giờ. Báo động phòng không viết, chúng tôi sẽ thông báo thêm cho bạn về bất kỳ thay đổi nào trong tình hình. Đừng bỏ qua tiếng còi báo động không kích. Deep Z cho biết, Nga đang xâm nhập 10 khu định cư kênh Dipset đã báo cáo những bước tiến mới của quân đội Nga tại 10 khu vực đông dân cư. Cụ thể, vào dạng sáng ngày 13 tháng 11, các nhà phân tích của Deepset đã báo cáo về sự tiến công của RFAF ở miền đông Ukraine. Đối phương đã tiến gần Kolesnikovka, Liman Pervi, Sinkovka, Pustinka, Novodadovka, Danii, Kudakove, Novoselidovka, Iliinka và Yuryevka. Nga tổng phản công ở Kursk ghi nhận những bước tiến lớn đầu tiên. Kênh Military Samari đưa tin các trận chiến dữ dội đã diễn ra ở khu vực Kursk trong 5 ngày liên tiếp. Quân đội Nga RFAF có những bước tiến lớn đầu tiên với nhiều video cho thấy một số cuộc đụng độ dữ dội nhất cho đến nay. Lực lượng Moscow đang tiến hành các cuộc đột kích bằng bộ binh cơ giới và chiếm giữ các vị trí mới, trong khi quân đội Ukraine AFU đang liên tục phản công vào các vị trí của Nga. Tình hình rất năng động với cả hai bên đều triển khai những đơn vị với vũ khí trang bị tốt nhất. Kênh Thuy Ba cho biết chi tiết hơn khi xác nhận lực lượng Moscow đang tiến công đồng thời trên một số khu vực của mặt trận đẩy lùi đối phương ra khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm giữ. Tại quận Sút cấu hình của mặt trận gần Novo Ivanovka đã được làm rõ. Lính dù Nga đổ bộ vào làng và đang chiến đấu ở vùng ngoại ô phía đông tiến về phía Leonidovo. Các nỗ lực của RFAF nhằm phát triển dọc theo con sông để tránh chướng ngại vật cũng được ghi nhận. Ở phía bên kia của quận Suza, lực lượng Moscow hoạt động tích cực hơn ở phía bắc Plekovo với một nỗ lực vượt sông Pisen. Cây cầu đã bị phá hủy trong quá trình giao tranh, vì vậy lực lượng đổ bộ phải vượt sông sang bờ bên kia con sông bằng thuyền nơi họ bị hỏa lực Ukraine bắn phá. RFAF cũng có những thành công đáng kể ngay tại khu định cư Plekovo nhờ các cảnh quay do phía Kiev công bố, có thể xác định rằng lực lượng Moscow kiểm soát khoảng 80% ngôi làng, các đội hình Ukraine hiện vẫn hiện diện ở vùng ngoại ô phía tây gần các trang trại. Nhiều khả năng AFU sẽ thất thủ hoàn toàn tại khu định cư này trong tương lai gần. Về phía quận Korenevo lân cận, các cuộc tấn công của lực lượng Kiev ở phía nam và phía đông Kremianoje bị đẩy lùi hàng ngày. Một đoàn xe cơ giới AFU ở phía nam khu định cư đã bị UAV điều khiển bằng sợi quang của Nga phá hủy, gồm ít nhất 3 xe bọc thép. Một chiếc UAV cùng loại đã tấn công chiếc xe tăng M1A1 Abrams khác của AFU ở Svelikovo, thuộc quận Suza. Bên cạnh đó, một xe tăng khác cùng với một xe bọc thép chở quân đã bị UAV Nga tấn công gần con đường xanh. Gần đây, ngày càng có nhiều cảnh quay hơn về các đòn tập kích thành công. Điều này cho thấy việc sản xuất hàng loạt hệ thống UAV điều khiển bằng sợi quang đã được Nga thiết lập. Theo kênh Military Samari, tình hình ở mặt trận Kudakove cũng đang nóng bỏng với các cuộc đụng độ rất dữ dội giữa cả hai bên. Lực lượng Moscow đã đột phá đến Danie, một số vòng vây nhỏ đang hình thành trên các cánh đồng phía nam Kudakove. Kênh Avienvkotider tin chuyên gia quân sự người Đức Julian Frosky của báo Bill lo lắng rằng lực lượng Kiev đã sập chiếc bẫy khổng lồ dọc chuỗi làng từ Constantinople ở phía tây đến Elizavetovka ở phía đông mà nga giàn dựng cho họ tại Kudakove. Hai cú lừa của nga được cho là thành công mỹ mãn. Lúc đầu, nhóm miền nam của lực lượng Moscow giả vờ rằng họ bị mắc kẹt ở ngoại ô phía đông thành phố và sẽ không tiến xa hơn, còn nhóm Vostok thuộc EDFAF đánh lừa bằng cách tung hỏa mù rằng chỉ ở đây từ phía nam Kurakove họ mới có thể tiến xa hơn. Kết quả là cả hai nhóm quân Nga này đều nhanh chóng đánh sập hàng phòng thủ của đối phương, đặc biệt là nhóm miền Nam bất ngờ vượt qua chuỗi hào chống tăng lớn được AFU xây dựng kiên cố thọc sâu vào thành phố, lực lượng Kiev giờ đây thấy mình đang ở trong tình thế bị bao vây. Theo nhà quan sát quân sự Julian Roky, quân đội Nga đã tiến sâu hơn 1.200m vào Kudakovo và chiếm tới 15% thành phố. Tuy nhiên thực tế, EDF-AF có thể đã phát triển nhanh hơn nhiều. Quân đội Nga đang tập trung lực lượng tại khuôn viên trường số 3, kênh phân tích quân sự Dipset có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine Go đưa tin trong hai ngày qua, lực lượng Moscow đã tiến hành các cuộc tấn công cơ giới hóa vào khu vực trường học và đổ bộ binh sĩ. Thông điệp của Disset cho biết như vậy đã nảy sinh tình trạng đối phương xâm nhập sâu vào trong tuyến tiếp xúc chiến đấu, nhưng không có bằng chứng cho thấy họ kiểm soát phần phía đông thành phố. Mục đích của những hành động như vậy là để giành được bàn đạp và buộc lực lượng Kiev phải rút lui phía sau Don Gaia, cắt ngang phần phía đông của thành phố. Kênh thứ ba làm rõ hơn tình hình thành công của lực lượng Moscow ở Kudakove. Theo đó, EDF-AF tiếp tục các hoạt động tấn công ở một số khu vực. Trong đoạn phim mới xuất hiện, các hoạt động dọn dẹp đang được tiến hành ở Ilyinka, một phần đáng kể của khu định cư, đã bị edf kiểm soát và trước đó họ đã công bố một bức ảnh chụp những người lính Nga với phong nền là biển báo lối vào. Trong nội đô Kudakove, giao tranh ác liệt cũng đang diễn ra và các đơn vị Nga đang tiến dọc theo đại lộ Zaporizhia ở ngoại ô phía đông thành phố. Ngoài ra, một cây cầu trên con phố này đã bị phá hủy, rất có thể là nhằm phá vỡ một cuộc phản công của Ukraine. Về phía nam, tại khu vực Don Kuli, sự tiến công của RFAF cũng được ghi nhận. Rõ ràng, một cứ điểm lớn của đối phương giữa Kudakove và Danie đã bị chiếm giữ. Nếu lực lượng Moscow có thể củng cố ở Dane và vùng kiểm soát được mở rộng, thì hàng phòng ngự của đối phương ở vùng ngoại ô đông nam Kudakove sẽ bị phá vỡ hoàn toàn và thành phố sẽ rơi vào tình trạng bị mắc kẹt bởi phía Bắc đã bị Nga chiếm giữ, còn tại phía Nam thì Danie coi như đã thất thủ, hai gọng kim đang siết chặt. Nhận thấy nguy cơ nghiêm trọng, AFU tiến hành một cuộc phản công với sự hỗ trợ của xe bọc thép, nhưng bất thành. Ngoài ra, theo một số nguồn tin ủng hộ Kiev, con đường từ Uspenovka đến Kutakove thực tế đã bị cắt đất bằng hỏa lực và lính xung kích Nga còn khoảng 2 km nữa để kiểm soát thực tế. Đồng thời có thể làm rõ vùng kiểm soát giữa Maximilian và Pobeda, dựa trên cảnh quay về một đoàn xe bọc thép của Nga di chuyển dưới hỏa lực của pháo binh Ukraine dọc theo khe núi Donkaya, lãnh thổ ở phía Bắc nằm dưới sự kiểm soát ổn định của lực lượng Moscow trong khu vực Antonovka giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn rfaf đã kiểm soát khoảng một nửa ngôi làng nhưng việc tiến xa hơn nữa là rất khó khăn do sự kháng cự dữ dội của đối phương nguồn tin ủng hộ kiev cũng báo cáo tình hình khó khăn đối với các biệt đội afu tại cứ điểm giữa ilinka và antonovka Tại Yelizavetovka và vùng ngoại ô của thành phố, các trận chiến vẫn đang diễn ra, mặc dù có những tuyên bố ban đầu về việc lực lượng Moscow tiến vào làng, thông tin này vẫn chưa được xác nhận. Tại khu bảo tồn thiên nhiên Lysovadacha, sự hiện diện của lực lượng Kiev được quan sát thấy và trên tuyến chudove Vseligai, theo các nguồn tin, cho đến nay vẫn chưa có sự tiến quân nào của EDF-AF. Tại khu vực Sarteskoye, Maximovka, các cuộc đụng độ cũng vẫn tiếp diễn. Lực lượng Moscow đang đột phá ở phía bắc Yasnaya Polyana, nhưng quy mô của cuộc tiến công vẫn chưa rõ ràng. Trên khu vực Sukhyali, không quân Nga đang tích cực hoạt động, thực hiện các cuộc không kích bằng bom lợn. Theo báo VOV, một số báo cáo cho biết bộ binh và lính dù Nga đã tấn công các vị trí Ukraine chiếm giữ ở Kursk theo nhiều đợt, quyết tâm giành lại lãnh thổ để các binh sĩ Ukraine xa lầy trong bẫy hiểm. Khi Ukraine bắt đầu cuộc đột kích táo bạo vào tỉnh Kursk, miền Tây nước Nga, vào tháng 8 năm 2024, họ hy vọng Moscow sẽ buộc phải đưa ra lựa chọn, hoặc Nga sẽ tiếp tục tập trung vào nỗ lực chính tấn công miền đông Ukraine, hoặc tập trung vào nỗ lực đẩy đuôi Ukraine ra khỏi lãnh thổ của nước này. 3 tháng sau, quân đội Nga dường như đã đạt được cả hai mục tiêu. Một số nguồn tin cho biết, Nga đang chuẩn bị cho một cuộc phản công lớn ở tỉnh Kursk với sự hỗ trợ của các binh sĩ Triều Tiên. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12 tháng 11 lặp lại đánh giá tình báo của Mỹ cho rằng Điện Kremlin đã tập hợp khoảng 45.000 đến 50.000 binh lính Nga và Triều Tiên ở Kursk. Lực lượng này được hỗ trợ bởi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo binh thường xuyên làm gia tăng áp lực lên khả năng phòng thủ của Ukraine. Lực lượng đó được tập hợp ngay cả khi Nga duy trì các cuộc tiến công đều đặn trên tuyến đầu ở miền đông Ukraine. Điều này làm dấy lên viễn cảnh về một kết quả có lợi của Nga, đánh bại cuộc tấn công của Ukraine tại Kursk trong khi vẫn đạt được bước tiến lớn ở miền đông. Hồi đầu năm nay, Ukraine và Nga đã bị kẹt trong thế bê tắc trên chiến trường. Tuy vậy, đến ngày 6 tháng 8, Ukraine đã phá vỡ thế bê tắc khi tấn công tỉnh Kursk lợi dụng lỗ hổng trong tuyến phòng thủ của Nga để chiếm giữ một số khu vực. Đây là lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai, lãnh thổ Nga bị xâm nhập. Cuộc tấn công đã cho thấy những thiếu sót của tình báo quân sự của Moscow khiến hàng nghìn người dân Nga phải di rời. Tuy nhiên, Nga đã không vội vã tái triển khai toàn bộ lực lượng ở miền đông Ukraine tới bảo vệ Kursk. Thay vào đó, nước này thực hiện chiến lược tăng quân đều đặn, dần dần đẩy lùi Ukraine ra khỏi khoảng một nửa diện tích lãnh thổ mà Kiev chiếm được. Về phần mình, Ukraine vừa phải căng sức chống chọi với Nga ở miền Đông, vừa phải điều các đơn vị tốt nhất của nước này tới giữ vững các vị trí tại Kursk. Một số blocker quân sự của Nga cho biết quân đội nước này đang tiến về phía trước, trong khi Ukraine phải đối mặt với nhiều thách thức lớn vì nhiều loại vũ khí do NATO cung cấp gặp trục trặc do điều kiện thời tiết và địa hình tại Kursk. Kênh Telegram quân sự Tumazas cho biết, ở khu vực Suza, công binh Ukraine đang nỗ lực làm việc để giúp các phương tiện bị mắc kẹt của họ di chuyển qua những con đường lây lội. Kênh này cũng công bố video ghi lại cảnh binh sĩ Ukraine đang cố gắng trong tuyệt vọng để đưa chiếc xe địa hình của họ ra khỏi vũng lầy. Giới phân tích cho rằng, việc Ukraine tấn công tỉnh Kursk đã trở thành một phép thử quan trọng đối với Tổng thống Putin trong bối cảnh các lực lượng Ukraine đã xây dựng tuyến phòng thủ ở khu vực trước khi Nga phát động cuộc phản công. Nga đang cố gắng giành được nhiều lợi thế hơn trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump chính thức nhậm chức vào tháng 1 năm 2025 chiến thắng của ông donald trump trong cuộc bầu cử mỹ đã khiến dư luận ngày càng tập trung sự chú ý vào cuộc xung đột nga ukraine cuộc chiến mà ông cam kết sẽ kết thúc trong vòng một ngày sau khi nhiều lần chỉ trích việc mỹ tiếp tục viện trợ quân sự cho kiev Ông Viktor Kovalenko, nhà phân tích người Ukraine, nhận định với Newsweek, tôi cho rằng ông Trump có thể trao cho Tổng thống Zelensky nhiều lựa chọn và nhiều nguồn lực hơn để Kiev có được đòn bẩy vững chắc nhằm giành lợi thế trên chiến trường, đạt được một thỏa thuận ngừng bắn, hoặc một thỏa thuận hòa bình với Nga, hoặc tất cả những điều đó theo ông viktor kovalenko cách tiếp cận của ông trump có thể là muốn tổng thống zelensky phải nhìn rộng hơn để xem xét các kịch bản có thể xảy ra vì cuộc xung đột tiêu hao giữa một quốc gia thông thường với một cường quốc hạt nhân là điều chưa từng xảy ra trước đây để chấm dứt cuộc chiến này đòi hỏi một giải pháp phi truyền thống mà chúng ta vẫn chưa thể hình dung rõ ràng theo báo VOV, ngày 13 tháng 11 đưa tin quân đội nước này đã phóng tên lửa Iskander vào địa điểm tập kết binh sĩ của Ukraine ở vùng Sumy. Moscow cho rằng đây là lực lượng tăng viện của Ukraine chuẩn bị được triển khai đến tỉnh Kursk, miền tây nước Nga để phối hợp với một số lữ đoàn đang chiến đấu trong khu vực. Ông Vladimir Rogov, quan chức cấp cao của Nga cho biết hàng chục binh sĩ Ukraine đã thương vong và nhiều trang thiết bị của đối phương bị hư hại trong cuộc tấn công này. AT à đăng tải video cho thấy khoảnh khắc diễn ra cuộc tấn công được quay từ máy bay không người lái trinh sát của Nga. Phía Nga ước tính con số thương vong của Ukraine lên tới 60 người. Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công xuyên biên giới vào vùng Kursk của Nga từ tháng 8 năm 2024, dành nhiều ưu tiên cho hoạt động này thay vì phòng thủ ở các khu vực khác trên tiền tuyến. Tờ El của Tây Ban Nha đưa tin, Kiev đã triển khai các đơn vị giàu kinh nghiệm chiến đấu, được trang bị tốt để thực hiện nhiệm vụ này. Họ được luân chuyển thường xuyên hơn so với các lực lượng Ukraine đang chiến đấu ở những nơi khác. Theo đánh giá của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Ukraine đã mất hơn 31.700 binh sĩ, 200 xe tăng và hàng trăm vũ khí hạng nặng khác khi cố gắng giữ vững vị trí chiếm được ở vùng Kursk. Thông tin từ báo Dân Chí, Lữ đoàn Bộ binh cơ giới số 72 Ukraine phòng thủ cụm cứ điểm Ukleda có biên chế tới 17 tiểu đoàn nhưng đã không thể cầm cự trước đòn tấn công mãnh liệt của cụm quân Vostok. Hơn một tháng trước, quân đội Nga edf sau khi hạ gục lữ đoàn bộ binh cơ giới số 72, sau đây gọi tắt là lữ đoàn 72 của Ukraine, đã chiếm thành phố pháo đài Ukleda-Fuleda. Quân đội Ukraine AFO, một số nguồn tin cho biết hiện có hơn 100 lữ đoàn và việc EDFAF xóa sổ một trong số đó dường như không có gì đáng nói vì Kiev vẫn có thể tổ chức lại tuyến phòng thủ và tiếp tục trì hoãn cuộc tấn công của đối phương. Tuy nhiên, tình hình chiến đấu năm đó rõ ràng không lạc quan như vậy bởi kể từ khi lực lượng cơ động thuộc cụm quân phía đông còn gọi là nhóm vốt sốc của quân đội Nga bắt đầu tấn công vào cuối tháng 10, Kiev đã mất 3 thị trấn quy mô dân số hơn 1.000 dân mỗi nơi chưa chiến tranh, và hai làng nhỏ chỉ trong nửa tháng. Điều quan trọng nhất là tuyến đường cao tốc o 0510 được dùng làm trục phòng ngự ngăn lực lượng Moscow tiến về phía Bắc đã bị xuyên thủng từ giữa. Nhóm Vostok đã chiếm một vùng rộng lớn ở phía Bắc Upleda, khiến AFU trong khu vực phải chịu áp lực bao vây từ ba phía. Rõ ràng cứ điểm Upleda có tầm quan trọng đặc biệt trong việc hỗ trợ toàn bộ chiến tuyến Nam Donetsk của quân đội Ukraine tại đây. Ngoài ra, Lữ đoàn 72 vốn đã chấn giữ Úc Lê Đà trong một thời gian dài, rõ ràng là không phải là đơn vị tầm thường. Chính nhờ biên chế tăng cường mà Lữ đoàn 72 gần như có thể tự mình cầm cự lâu dài ở Úc Lê Đà. Đơn vị từng đảm nhiệm chấn thủ trên một khu vực với chính diện tới 60 km từ Velika Novosinka tới Marinka và từng khiến quân Nga thất điên bắt đầu. Ở mặt trận Donbass, khi lực lượng chủ lực của Ukraine bị sứt mẻ nghiêm trọng và phải rút ra để củng cố, Lữ đoàn 72 được tung vào trận, trực tiếp đối đầu với Tập đoàn Quân sự Tư nhân Warner bên phía Nga và chịu trách nhiệm bảo vệ cánh Nam Bắc Mớt. Lúc này, Warner đang thời kỳ cực thịnh nên Lữ đoàn 72 không thể bảo vệ vị trí và thương vong nặng nề. Dù vậy, đơn vị không phải chịu trách nhiệm về việc mất vị trí mà được điều động về hướng Nam Donetsk để phòng thủ, nghỉ ngơi và củng cố lực lượng. Khi đó, cường độ chiến đấu ở Nam Donetsk rất thấp. Tuy nhiên, Lữ đoàn 72 đã bị đối phương tấn công ngay khi đặt chân đến Nam Donetsk. Dù họ để mất Pavlivka ở phía Nam Ukleda nhưng đã gây ra thiệt hại nặng cho quân Nga. Trong cuộc tiến công của Nga vào Ukraine đầu năm 2023, lữ đoàn 72 đã đứng vững và nhiều lần hạ gục đối phương. Điều này khiến họ trở nên nổi tiếng trong toàn quân. Vì vậy, từ truyền thống lịch sử của đơn vị, mối quan hệ đặc biệt với tướng Sisky lúc này đã trở thành tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine và tình hình nguy cấp trên hướng Ukraine, lữ đoàn 72 đã được cấp trên quan tâm củng cố rất nhiều sau khi lực lượng Moscow tăng cường tấn công toàn diện vào đầu năm 2024, hướng Nam Donetsk không phải là trọng tâm của Ukraine nên tương quan lực lượng khó cân bằng. Lữ đoàn 72 phải đối mặt với sự bao vây lâu dài của đối phương khiến họ cuối cùng không thể cầm cự được nữa, tổn thất nặng và phải rút khỏi Úc Lê Đà. Nhóm Vostok của Nga đã thắng trận Ukleda nhờ thay đổi chiến thuật và tinh thần được nâng lên sau quả ngọt này, do vậy không khó hiểu khi họ đạt được thành tích tương đối lớn trong một khoảng thời gian ngắn vừa qua. Theo báo VOV, Bộ Quốc phòng Nga ngày 12 tháng 11 cho biết đơn vị Rubicon của nước này được thành lập để phát triển các kỹ thuật tác chiến máy bay không người lái mới đã thực hiện thành công cuộc tấn công xe bọc thép của Ukraine tại tỉnh Kursk. Cuộc tấn công diễn ra vào ban đêm và được một máy bay không người lái trinh sát ghi lại ở khoảng cách gần. Quân đội Nga không cung cấp thông tin chi tiết về cuộc tấn công này nhưng cho biết xe bọc thép của Ukraine đã trúng đòn tập kích của máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV. Hồi tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng nga Andrey Belousov đã khai trương trung tâm Tupycon. Cơ sở này có nhiệm vụ giới thiệu các công nghệ mới cho tác chiến máy bay không người lái của nga đúc rút từ những kinh nghiệm thực tiễn trong cuộc xung đột ở Ukraine. Các cuộc giao tranh giữa nga và ukraine được đánh dấu bằng việc sử dụng rộng rãi máy bay không người lái giá rẻ. Điều này đã tạo điều kiện cho sự phát triển công nghệ nhanh chóng của cả hai bên các đơn vị trên tiền tuyến đang thực hiện một số cải tiến thử nghiệm những cách sáng tạo mới để triển khai máy bay không người lái một cách hiệu quả. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Rubicon được giao nhiệm vụ sang lọc những ý tưởng mà họ cho là triển vọng nhất để ứng dụng trên quy mô công nghiệp. Họ cũng tìm cách giảm bớt khó khăn cho các đơn vị vận hành máy bay không người lái một số loại UAV như UAV FPV có thể dễ mất phương hướng khi hoạt động trong thời gian dài. Một nhiệm vụ khác của Rubicon là phát triển các thuật toán để phân tích thông tin tình báo thu thập được từ máy bay không người lái nhằm xác định chính xác mục tiêu. Theo phía Nga, các đơn vị Rubicon đã phá hủy khoảng 400 vũ khí hạng nặng của Ukraine và tấn công chính xác hàng loạt mục tiêu trong thời gian qua. Theo Đời Sống và Pháp Luật, Ukraineform dẫn thông tin từ ông Yevhen Romanov, người phát ngôn của nhóm tác chiến chiến thuật Kharkiv thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, chia sẻ trong một chương trình phát sóng trên truyền hình rằng quân đội nga đang tích chữ xe bọc thép ở tiền tuyến và không sử dụng chúng mà thay vào đó chọn cách tấn công bằng bộ binh. Ông Romanov giải thích về điểm yếu bất ngờ của nga lực lượng phòng vệ Ukraine đã phá hủy một số lượng lớn xe chiến đấu bọc thép của quân đội Nga, dẫn đến tình trạng thiếu hụt các thiết bị này. Mặc dù Nga đang cố gắng sửa chữa các mẫu xe cũ, nhưng quá trình này chậm hơn tốc độ các thiết giáp bị phá hủy trên lãnh thổ Ukraine. Ông Romanov đồng thời lưu ý rằng quân đội Nga hiện đang cố gắng bù đắp tổn thất về thiết giáp của họ bằng nhân lực, tích trữ đạn dược và tập trung những thiết bị còn lại vào các khu vực cụ thể. Tuy nhiên, Nga đến nay vẫn chưa triển khai những khí tài đã tích lũy này, thay vào đó chủ yếu dựa vào các cuộc tấn công của bộ binh. Ông Domanov nhấn mạnh họ đang chăm sóc thiết bị của mình, không giống như quân nhân của họ. Đại diện của nhóm tác chiến chiến thuật Kharkiv cũng báo cáo lực lượng Nga vẫn tiếp tục sử dụng bom dẫn đường trên không chống lại các vị trí của Ukraine ở tiền tuyến. Trong khi đó, trên toàn chiến tuyến, Nga vẫn liên tục tổ chức các hoạt động tấn công nhằm phá vỡ phòng tuyến của Ukraine ở nhiều khu vực. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine ngày 12 tháng 11 cũng thừa nhận tình hình dọc theo toàn bộ chiến tuyến vẫn còn khó khăn đối với lực lượng vũ trang Ukraine. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong một bài viết đăng tải trên Telegram, đồng thời cũng thừa nhận sự vượt trội của quân đội Nga về mặt nhân sự. Tình hình ở tiền tuyến vẫn còn khó khăn, Trước đó, ngày 2 tháng 11, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Zizky phát biểu trong cuộc họp với Phái đoàn lực lượng vũ trang Séc do Tổng tham mưu trưởng Karen Deka dẫn đầu rằng quân đội Ukraine đã phải đối mặt với một trong những cuộc tiến công mạnh nhất của Nga kể từ tháng 2 năm 2022. Ngày 9 tháng 11, ông Siski tiếp tục chia sẻ về tình hình khó khăn của Kenya dọc theo toàn bộ chiến tuyến trong cuộc điện đàm với tướng Christopher Cavoli, chỉ huy lực lượng vũ trang Mỹ tại châu Âu, đồng thời là tư lệnh tối cao đồng minh châu Âu.